chào anh chị và các bạn, chào mừng mọi người đã quay lại với trung tâm xe máy Thành Tâm. Thì hôm nay là tiếp tục giới thiệu, thì Thư sẽ giới thiệu cho mọi người cái mẫu sản phẩm đứng kế bên Thư đây. Đây chính là con Suzuki Bandit hoặc là GSX Bandit. Thì con này là 2019 nha mọi người, một cái tông màu đen. Bây giờ trước hết thì Thư sẽ mời mọi người đi một vòng tham khảo cái con xe này, Thư sẽ giới thiệu thêm nha. Con này là cái tông màu full đen bóng. Mới vừa về bên Thư hôm qua thôi, thì hôm nay là Thư sẽ giới thiệu cho mọi người tham khảo cái con xe này. Đây là một cái sự lựa chọn rất là ưng ý nha. Nhưng những cái anh trai nào mà thích cái sự mạnh mẽ thì đây là rất ok luôn. Đây nó còn rất là mới, rất là đẹp, không có cái vết chạy gì hết luôn nha. Cái tem Suzuki thì nó ở giữa đầu xe đây. Hai cái nhan bên đây là, đây hai nhan bên đây là bóng halogen, còn cái đèn kết hợp ở dưới này là đèn led nha mọi người. Xuống này xuống mỏ già, đĩa mâm phuộc màu đen, đĩa đây, ốc sơn vẫn còn nguyên sơn nha, sơn vẫn còn nguyên của hãng đây. Heo dầu dòng về cái phía sau. Thì cái con xe này á, Thư thấy là nó mới cỡ 90-95%. Con xe này cũng không có cái gì phải giới thiệu thêm, thì Thư quay cho mọi người thấy là coi nó còn đẹp hay không, có chạy cấn chỗ nào hay không thôi. Thì khái quát Thư muốn giới thiệu cho mọi người thì vẫn là như vậy. Đây cái đèn nhan phía sau. Đây nhan này là bóng halogen. Con này á, là ở Hậu Giang nha mọi người, bẻ số 95 Hậu Giang, vẫn chưa rút bộ đây. Đợi về với chủ mới thì bên Thư sẽ rút bộ cho mọi người về sang tên GSX150. Phần khói là 150. Và áo phía bên phải cũng vậy, nhông sên dĩa vẫn còn nguyên si, vẫn còn rất là đẹp luôn. Bình xăng của con này với cái dung tích của nó là 11 lít. Một cái đây là bảng điện tử hiển thị thông số điện tử đơn sắc. Hiển thị thông số đầy đủ đây. Cái màn hình đơn sắc, ốc ác vẫn còn nguyên si, những cụm con tắc vẫn còn đầy đủ, những cái ký tự không có bị phai mờ đây mọi người ạ. Con xe này là còn rất là đẹp luôn, nhìn một cái màu cực kỳ ngầu luôn nha. Bây giờ là Thư sẽ đề cái máy lên cho mọi người nghe thử nha. Thư vừa mà đề cái động cơ lên cho mọi người nghe thử rồi đó. Thì cái bô này là nó còn rất là bốc và rất là mạnh mẽ nha. Động cơ máy thì Thư bao zin cho mọi người. Đây là khái quát cái con xe mà Thư để giới thiệu với các bạn. Hiện tại là cái Suzuki 2019 này là đang bán ở với cửa hàng Thành Tâm với giá là 46 triệu nha mọi người. Mọi thắc mắc hoặc là cần hỗ trợ thêm cái chi tiết gì đó thì các bạn cứ inbox hoặc là gọi cho Thư về cái số điện thoại dưới phần mô tả. Thì hôm nay Thư sẽ làm cái clip để giới thiệu tới đây thôi. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.